Anh Khoa mến chào quý các thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online trên kênh YouTube Anh Khoa Official. Và ngày hôm nay rất vui xin được giới thiệu cùng toàn thể quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc song trình Mãi Mãi Một Tình Yêu từ nữ tác giả Lam Lam, nguồn biên dịch web truyện online. Xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn cùng với các chương 67 và 68. Đầu tiên, chương 67, Lục Phong đi rồi, trong căn nhà trống rỗng chỉ còn mình tôi chấp nhận để cho Tần Lãng mang diệt thần đến Nhật Bản. Nhà đã thành ra như vậy, không còn lý do gì để tiếp tục trì hoãn ở lại đây nữa. Còn tôi thì sao đây? Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, Trác Lam đã xuất hiện ngay tại cửa. Tôi chỉ có thể cho rằng đó là số trời định, không cách nào lay chuyển được. Bằng không tại sao cô ấy trước không đến, sau không đến, lại đến ngay lúc này, không kém một giây. Trác Lam, chúng ta kết hôn đi. Tôi nghe được chính mình rỗng tuếch nói với cô như vậy. Tôi biết là tôi không đúng, thế nhưng lúc ấy không ai đến nói với tôi phải làm sao mới đúng. Ngay trước khi tiến vào giáo đường, tôi mới biết cha Trác Lam là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, chẳng qua chỉ có tôi kiến thức hạn hẹp mà thôi. Kỳ thật, quyền thế của Trác gia đối với tôi không tồn tại chút ý nghĩa nào, chỉ là thời điểm đó tôi không muốn bị bất cứ ai tìm thấy, mà dựa vào khả năng của họ, tôi hoàn toàn có thể bốc hơi khỏi thế giới này. Trác Lam thật sự là một người vợ tốt vô cùng, gương mặt dịu dàng, lại thiện lương hiểu chuyện, hoàn mỹ đến độ tôi không thể phàn nàn điều gì. Cô ấy cũng không đòi hỏi tôi quá nhiều, dường như việc tôi trở thành chồng đã là đủ với cô lắm rồi. Mặc dù tôi luôn im lặng, không thú vị, trầm lặng tự như một cái xác, một ruộng, cô cũng chỉ kiên nhẫn mỉm cười ngồi bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, càng tế nhị hơn là không bao giờ nói quá nhiều. Giai đoạn đầu tôi không phải có tài nào thoát khỏi mớ bồng bông đấy, rõ ràng là do chính mình lựa chọn, vẫn không cách nào đối diện được với nó. Buổi sáng thức dậy thấy mình với người gối đầu cạnh mình không phải là Lục Phong, mà là gương mặt dịu dàng của vợ, là kinh hoảng không nói nên lời. Hiện tại tôi mới hiểu ra nguyên lai mình đê tiện đến bậc nào. Chỉ vì nhất thời muốn lẩn tránh Lục Phong, lại hy sinh một cô gái không hề liên quan gì. Nếu cô ấy không lấy tôi, bất kể thế nào cũng sẽ hạnh phúc hơn hiện tại hàng ngàn hàng vạn lần. Tôi làm sao có thể liên lụy cô ấy như thế? Trác Lam, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, đã là chuyện một năm sau đấy. Người vợ hiền trẻ tuổi đang đứng trong vườn hoa cho một chú chim không rõ loài ăn, khẽ mỉm cười nghiêng đầu nghe tôi nói. Xin lỗi em, anh không phải là một người chồng tốt. Sao vậy? Trác Lam vấn mái tóc dài đen như ngọc của mình lên, trông càng toát lên vẻ đẹp khôn khéo chín mùi. Anh đối với em rất tốt, không hề dính vào thói xấu của mấy đứa ông chồng khác. Thật không? Anh không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, không bên ngoài ăn chơi đàn điếm, không có mèo, không có vũ phu với em. Cô nheo mắt, cười, trêu chọc tôi. Tôi xấu hổ nói, không phải, anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, có rất nhiều chuyện nên làm mà vẫn chưa làm. Ví dụ như, tôi vẫn không cách nào chạm vào cô, tôi là đồng tính luyến ái, đối với phụ nữ chỉ có thể làm qua loa cho có lệ. Em cảm thấy rất tốt mà. Cô chân thành nói, thật sự anh đối với em rất dịu dàng, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa từng. Trước đây em vẫn lo lắng là anh sẽ chán ghét em, nên khi anh nói rằng chúng ta kết hôn đi, em thật sự rất vui, không thể tin rằng đó là sự thật. Giờ thì tốt rồi, anh đã ở bên cạnh em. Tôi im lặng, tôi có cái gì tốt? Bất kỳ một người đàn ông nào đến với cô cũng hơn tôi nhiều. Có lẽ tôi nên sớm rời khỏi cô một chút mới là điều tốt. Hơn nữa, tôi còn đang suy tư, ly hôn có thật sự tốt cho cô ấy không? Ít nhiều gì tôi cũng không nên lãng phí tuổi thanh xuân của mình cho người đàn ông vô dụng như tôi. Đó là tôi suy nghĩ tại sao cô ấy không nghĩ được như vậy. Có chuyện em muốn nói cho anh biết. Cô bỗng nhiên hơi đỏ mặt, ngay cả vành tai xinh xắn cũng hồng lên nữa. Tuy rằng ly hôn đối với một cô gái trẻ không phải là chuyện tốt, song vẫn còn tốt hơn ở cạnh một người nhàm chán như tôi cả đời. Em có thai rồi. Tôi ngơ ngác, tự nhiên sét đánh ngang tai, khẽ nhói lên. Có lẽ do vẻ mặt tôi quá kinh ngạc, cô mới phì cười. Anh không cần ra vẻ bị hù như vậy. Chuyện này cũng bình thường mà. Chúng ta đã kết hôn được hơn một năm. Âm thanh của vợ càng lúc càng trở nên mơ hồ, dần dần mất hút hoàn toàn, không nghe thấy được. Con của tôi,
của tôi. Tôi biết là tôi đã sai rồi, thế nhưng không thể quay đầu được nữa. Đứa trẻ ấy là con trai, sau khi oa oa khóc lớn lại nhìn tôi cười, mặc dù cười có hơi xấu nhưng vẫn đáng yêu quá đỗi. Tôi ngơ ngẩn ôm con mình rớt nước mắt. Từ nay về sau, tôi chỉ có thể một lòng làm người cha, làm người chồng của Trác Lam, điều gì cũng không thể nghĩ tới. Đứa nhỏ cứ từ từ rồi lại rất nhanh chóng mà lớn lên, biết nói, biết đi, tiếp đó là vào nhà trẻ, rồi lên đến tiểu học, càng lúc càng giống tôi trước đây, giống như được nhào nặn từ một khuôn mà ra vậy, ngay cả tính cách cũng thế. Tôi biết con mình sau này sẽ trở thành một bản sao thời niên thiếu của mình. Lông mi dày, càm nhọn, mũi thẳng, đôi mắt dài mảnh. Khi cười rộ lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt, diện mạo thanh tú, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ không hơn, không kém. Con trai giống tôi ở chỗ rất chăm gạo bài, không nói chuyện với bạn gái. Tôi còn nhỏ đã giống như cụ non rồi, thích kín đáo, thẳng thắn, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Còn giống tôi trước đây trở thành lớp trưởng, được thầy cô yêu mến nữa. Con trai thích cha hơn là mẹ, suốt ngày chạy theo tôi. Tôi dạy con viết chữ, đọc thuộc thơ, dạy cho con ghép những mô hình vụng về. Trác Lam ở bên cạnh nhìn hai cha con có khuôn mặt tương tự nhau nằm sắp một chỗ mà ghép hình, phá lên cười vui vẻ. Chỉ đến khi tôi dạy con phẩm rượu thì cô ấy mới vì ông bố lớn tuổi mà không biết tốt biết xấu than phiền hai câu. Dù con không phải mang họ Trình mà là họ Trác, nhưng vẫn xác thực vẫn chảy dòng máu của tôi, là đứa con giống tôi đến đáng kinh ngạc. Khi tôi ôm con ngồi bên cạnh Trác Lam xem tivi, sẽ không thể tin được trong quá khứ mình đã từng mong muốn ở cùng chỗ với một người đàn ông. Tôi là cha đứa trẻ này, là chồng của cô ấy, là chính tôi không biết gì mà đã xông vào cuộc sống của họ. Tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm được. Tôi ngồi trên băng ghế dài trong vườn hoa, ánh mắt thất thần. Con trai ở cách đấy mười mấy bước đang cầm máy vụng về chụp tôi, rồi mới cầm ảnh chụp được, chạy đến bên tôi như khoe bảo vật vậy. Khuôn mặt người đàn ông hao gầy trên bức ảnh, ánh mắt cô liêu đến thế chính là tôi. Vài năm trôi qua rồi, vậy mà trông như chưa từng thay đổi. Gì thế con? Dạ, cuối tuần này phải nộp cho thầy bài tập chụp ảnh. À, bây giờ trẻ con được học thật nhiều thứ. Đề tài là cha yêu của con. Tôi khẽ cười, trong lòng khó tránh một chút hư vinh. Không phải là cha mà con yêu nhất trên đời. Ừ, được rồi, cha có phần thưởng cho con đây. Trò chơi lần trước cha soạn được sẽ tặng cho con. Vậy người cha yêu nhất là ai? Ngực bỗng nhói đau, chợt giật mình nhớ về bức ảnh kia. Người ấy cúi đầu nhìn tôi mỉm cười, nét mặt lộ vẻ dịu dàng, hiếm thấy. Tôi vuốt mái tóc mềm mại của con. Dĩ nhiên cha yêu mẹ của con nhất. Vẫn... còn thêm nữa, còn có Văn Dương nữa. Mùa đông rất nhiều năm về trước ở Thượng Hải, trong ống kính đấy là tôi và hắn. Vỡ vụn rồi. Hiện tại nhớ lại, hóa ra khoảnh khắc động lại trong nháy mắt đó không phải là Vĩnh Hằng. Chương 68 của truyện. Đến cuối cùng tôi vẫn ly hôn với Trác Lam. Khi đó giữa chúng tôi không hề phát sinh chuyện gì, chỉ là lúc ấy có một người bất luận thân thế hay nhân phẩm đều rất tốt luôn kiên trì theo đuổi cô ấy. Tôi đã kéo chân cô lâu lắm rồi, không muốn tiếp tục kéo lâu hơn nữa. Thẳng thắn mà nói, trừ thời điểm vừa kết hôn xong, xuất phát từ nghĩa vụ, sau đấy gần như tôi không còn đụng chạm gì đến vợ nữa. Không phải vì cô không tốt, mà vì thân thể tôi vốn đã vứt bỏ bản năng đàn ông từ sớm. Cô vẫn còn trẻ và xinh đẹp như trước. Văn Dương giờ đã khôn lớn hơn một chút, không đến nỗi thiếu hiểu chuyện. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải ra đi. Trác Lam vẫn khóc khiến tôi vô cùng thật sự khó chịu. Thật sự từ đầu đến chân tôi là một người chồng triệt để thối nát. Chỉ hy vọng mối nợ này của cô chỉ dừng lại tại đây, không mong sẽ tiếp tục đeo nó thêm nữa. Vậy là đã 10 năm trôi qua, bất luận thế nào cũng đều tại tôi không tốt. Văn Dương ngược lại không khóc một tiếng. So với những đứa trẻ bình thường nó trưởng thành sớm lắm, không nói cũng không ầm ĩ, chỉ là tia nhìn sững sờ ấy, như hiểu được tôi là người đang chạy trốn, là một người đàn ông không ra gì, khiến mọi chuyện trở thành hỏng bét. Ly hôn rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì quan hệ với nhau, chân chính tự như đôi bạn tốt vậy. Bản thân tôi làm ở một công ty điện tử nhỏ, để dành được phần nào liền mua đồ mang đến cho họ. Tôi biết rằng hai mẹ con họ là nhà giàu có, không thiếu thứ gì, nhưng vẫn quen nếp mà mang theo túi lớn, túi nhỏ, quà qua. Dù sao tôi cũng không thể cho họ cái gì khác. Trác Lam đã bình tĩnh trở lại, khi tôi qua sẽ chuẩn bị trà nước điểm tâm, cùng tôi thoải mái ngồi nói chuyện phím. So với làm vợ chồng, chúng tôi thật sự thích hợp để làm bạn tâm giao hơn rất nhiều.
Văn Dương không còn như thuở bé luôn quấn lấy tôi. Nó còn nhỏ nên vẫn chưa thể rành mạch hết mọi chuyện. Nhưng tôi biết con vẫn thích tôi, bằng không đã không mang đồ vật tôi đưa cho đem về phòng cẩn thận mở ra. Cuộc sống an nhàn, yên ổn, không thiếu thứ gì, nhưng thật sự cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian thôi đưa, tôi đã 40 tuổi rồi. 20 năm trôi qua như có như không, vẻ mặt của tôi gần như không hề thay đổi. Khi Văn Dương trưởng thành đứng trước mặt, sẽ sinh ra cảm giác như đang soi gương. Điều này làm tôi nhớ đến một người cũng có gương mặt hao hao giống mình. Chỉ là không rõ hiện tại đang ở đâu, có lẽ là ở một nơi nào đó, ở tại Tokyo. Tôi không tìm thấy nó, em trai và người kia đều gợi cho tôi cảm giác đau đớn, đều là những người mà tôi vụt tay đánh mất. Nửa đời còn lại, tôi đều phải tự một mình trải qua. Tôi đã ở tuổi 40 rồi, có khoảng 2 năm hạnh phúc cùng người yêu, sau đó tách biệt 5 năm trời, rồi lại tái hợp chưa đến 1 năm ở cạnh nhau, khoảng thời gian dài đằng đẵng. Còn lại đều giống như hư không. Vốn nghĩ sẽ không còn gặp lại hắn nữa, nào ngờ trên màn hình lại thấy hắn được mọi người vây quanh, gương mặt lạnh lùng cao ngạo. Khi đó tôi đang ngồi trong nhà ăn buổi cơm chiều đạm bạc, bát cơm rơi xuống nền vào đùi, dính đầy nước canh chỉ là tuyệt, không cảm thấy nóng. Hắn đã đến Thiên Tân. Tôi biết rằng hắn tuyệt đối không phải vì tôi mà đến, thậm chí hắn còn không biết tôi ở nơi này nữa, chỉ là chúng ta cuối cùng lại sống trong cùng một thành phố. Tôi ngơ ngác trên ghế sofa đến tận nửa đêm, nhớ lại trong lòng có phần tự kỷ thái quá đến buồn cười. Ngày kế tiếp, việc đầu tiên tôi làm sau khi tan tầm lại chính là đi tìm Văn Dương, nói rằng cha phải kết hôn để nó sau này không nên đến tìm tôi nữa. Bất cứ ai nhìn thấy nó đều biết là con của tôi. Tôi không muốn Lục Phong làm tổn hại đến con và Trác Lam. Nếu như Lục Phong vẫn còn quan tâm đến tôi nhiều năm như trước đây, nếu như hắn vẫn giống như trước đây, nhất định sẽ tìm đến tôi trả thù như đã từng nói. Rồi sau đó tôi lại tự nhiên da mặt dày đến độ muốn đi gặp Lục Phong, nhưng cũng nghĩ là nghĩ thôi mà. Tôi đương nhiên không vọng tưởng sau 20 năm tôi và hắn có thể cùng nhau. Chỉ là 20 năm tôi vẫn nhớ hắn vô cùng. Trong lòng trộm nghĩ rằng không gặp mặt cũng không sao, chỉ cần đứng xa xa nhìn một chút đã là đủ rồi. Những oán hận ngày xưa cũng đã bị dòng thời gian làm cho phai nhạt, không giống như càng hận càng sâu. Tất cả đến hiện tại đều đã trôi đi không còn dấu vết. Do dự đấu tranh thật lâu, tôi mới đến công ty của hắn ở Thiên Tân. Cô thư ký trẻ tuổi tuy xinh đẹp nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Xin lỗi, anh có hẹn với tổng giám đốc không?" "Không có, nhưng trước kia là bạn." "Vậy xin lỗi, không hẹn trước thì tôi cũng không có cách nào." Khách sáo trả lời nhưng cũng ẩn bên trong tia xem thường. "Như tôi thật là... thật xin lỗi." Giờ thì ngay cả sự khách sáo cũng không còn nguyên vẹn nữa. Lúc xin lỗi rồi quay người bước đi, chợt nghe thấy cô gái ở sau lưng nhỏ giọng: "Bạn, 10 người thì hết 9 bảo là bạn, sau đó là học chung." Tôi có hơi xấu hổ, đành cúi thấp đầu bước đi thật nhanh. Té ra hiện tại, muốn gặp mặt hắn một lần đã trở thành vọng tưởng của rất rất nhiều người. Tôi cũng hiểu được địa vị bản thân rất thấp, lấy năng lực gì mà đòi gặp hắn hả? Là tôi không từ mà biệt trước, cách mười mấy năm lại muốn đột nhiên nhảy sổ trước mặt hắn để làm gì? Ôn chuyện hả? Thật nực cười. Ý niệm muốn gặp hắn như vậy mà hoàn toàn biến mất. Thật là gặp lại chỉ bằng không gặp. Tôi cũng chỉ xem tin tức, lật một tờ báo mới có thể từ đó nhìn thấy hắn. Dù là bài nào cũng gặp khuôn bài nào, nét mặt của hắn cũng chỉ là trăm lần như một. Nhưng đối với một người gần 20 năm không có tin tức của hắn, chỉ cần một tấm ảnh chụp trên tờ báo, tôi nhất định sẽ mua. Bởi vì tôi biết hiện tại cũng chỉ có thể tiếp cận hắn được đến mức này thôi. Chúng ta vừa nghe qua hai chương 67 và 68 của truyện đọc Song Trình Mãi Mãi Một Tình Yêu từ nữ tác giả Lam Lâm và anh Khoa. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở các chương tiếp theo, cũng sẽ được phát trong chương trình đọc truyện online trên kênh YouTube Anh Khoa Official. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị.